Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chương mục tin tức xe hơi của kênh truyền hình ô tô TV. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và thông báo hình quả chuông để nhận được những tin tức mới nhất, thú vị nhất. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tin tức ô tô hot nhất trong ngày. Sau Tết Nguyên đán, hàng loạt các mẫu xe Toyota giảm giá sâu chưa từng có. Các đợt giảm giá ô tô tiếp tục nối dài từ trước đến sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Mục tiêu kích cầu và cạnh tranh thị phần khiến nhiều hãng mạnh tay giảm giá hàng chục, hàng trăm triệu đồng và ông lớn Toyota cũng không phải ngoại lệ, nhất là khi doanh số tháng 1 vừa qua giảm 48% so với cùng kỳ năm ngoái. Hai mẫu xe giảm giá sâu nhất có thể kể đến là Toyota Innova và Toyota Fortuner. Khi trong tháng 2, cả nhà máy Toyota Việt Nam và đại lý chính hãng trên toàn quốc đều hỗ trợ khách hàng mua xe lệ phí trước bạ mức giảm lên tới hơn 100 triệu đồng kèm hàng loạt phụ kiện hấp dẫn. Giá xe Toyota Innova và Toyota Fortuner hiện đang được niêm yết như sau. Dòng xe Toyota Innova E, động cơ hộp số 2.0L 5MT, giá niêm yết là 771 triệu đồng, ưu ừ đãi tháng 2 100 triệu tặng kèm phụ kiện. Dòng xe Toyota Innova G 2.0L 6AT, giá xe niêm yết 847 triệu đồng. Ưu đãi tháng 2 55 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Dòng xe Toyota Innova V 2.0L 6AT giá xe niêm yết 971 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 khi có đặt hàng. Dòng xe Toyota Innova Venture 2.0L 6AT, ưu đãi tháng 2 55 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Dòng xe Toyota Fortuner 2.7 4x4 6AT, máy xăng nhập khẩu giá xe niêm yết là 1 tỷ 236 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 55 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Dòng xe Toyota 2.7 4x2 TRD 2 7 6 at giá niêm yết là 1 tỷ 199 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 65 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Dòng xe Toyota Fortuner V 4x2 máy xăng nhập khẩu 2.7L 6AT giá xe niêm yết 1 tỷ 150 triệu đồng. Ưu đãi tháng 2 55 triệu đồng kèm với phụ kiện. Fortuner 2.4G 4 x 2. 4x2, giá niêm yết 1 tỷ 033 triệu đồng. Ưu đãi tháng 2 100 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Fortuner 4 x 2 AT. Giá niêm yết 1 tỷ 096 triệu đồng. Ưu đãi tháng 2 100 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Fortuner 2.8V 4 x 4 giá niêm yết 1 tỷ 354 triệu đồng. Ưu đãi tháng 2, 100 triệu đồng tặng kèm phụ kiện. Như vậy là đối với quý khách hàng đang có dự định mua một chiếc MPV hay là SUV 7 chỗ nhà Toyota thì tháng 2 này là thời điểm cực tốt để khách hàng sở hữu một chiếc xe mới 100% mà giá chỉ ngang một chiếc xe lướt 2019 đang được chào bán trên rất nhiều chợ thương mại điện tử. Để được hỗ trợ và đặt xe sớm nhất, vui lòng liên hệ hotline phía dưới màn hình. Cùng với chương trình hỗ trợ phí trước bạ từ nhà máy và đại lý, mẫu xe Toyota Corolla Altis cũng đang được khuyến mại rất là tốt lên đến 70 triệu đồng. Cụ thể như sau. Dòng xe Toyota Corolla Altis E 1.8L 6MT, giá xe niêm yết là 697 triệu đồng. Ưu đãi tháng 2 khi có đặt mua. Corolla Altis E 1.8L CVT Giá niêm yết là 733 triệu đồng Còn ưu đãi tháng 2 70 triệu tặng kèm với phụ kiện Toyota Corolla Antit G 1.8L CVT Giá xe niêm yết 791 triệu đồng Ưu đãi tháng 2 70 triệu kèm với phụ kiện Dòng xe Toyota Corolla Antit V 2.0L CVT Giá xe niêm yết là 889 triệu, còn ưu đãi tháng 2 là 70 triệu đồng kèm với phụ kiện. Corolla Altis V Sport 2.0 L CVT giá niêm yết là 932 triệu. Còn ưu đãi tháng 2 là 70 triệu tặng với phụ kiện. Giá trên chỉ mang tính tham khảo và áp dụng theo từng thời điểm. Để biết chương trình khuyến mại cụ thể thế nào và được hỗ trợ đặt xe sớm nhất thì vui lòng liên hệ hotline phía dưới màn hình. Các mẫu xe khác của Toyota thì không được nhà máy hỗ trợ phí trước bạ nhưng vẫn được đại lý giảm giá rất tốt. Cụ thể như thế này. Dòng xe Toyota Jeris G 1.5L CVT giá niêm yết 650, ưu đãi tháng 2 là 10 triệu với phụ kiện. Dòng xe Toyota Vios G 1.5L CVT giá xe niêm yết 570 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 30 triệu. Toyota Vios E 7 túi khí 1.5L CVT giá niêm yết 540 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 khi đặt hàng. Vios E 3 túi khí 1.5L CVT Giá niêm yết là 520 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 20 triệu đồng. Toyota Vios E 7 túi khí 1.5L MT, giá niêm yết 490 triệu đồng, giá ưu đãi tháng 2 khi đặt hàng. Toyota Vios E 3 túi khí 1.5L MT, giá niêm yết 470 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 25 triệu đồng. Toyota Camry Q 2.5L 6AT giá niêm yết 1 tỷ 235 triệu đồng, giá ưu đãi tháng 2 10 triệu và phụ kiện. Toyota Camry G 2.0L 6AT giá niêm yết 1 tỷ 029 tỷ đồng, ưu đãi tháng 2 10 triệu với phụ kiện. Toyota Land Cruiser VX 4.7L 6AT có giá niêm yết 4 tỷ 030 triệu. Toyota Land Cruiser Prado 2.7L 6AT 2 tỷ 340 triệu. Toyota Hilux 2.4E 4x2 AT, 2.4L 6AT 662 triệu đồng giá niêm yết và ưu đãi tháng 2 là 15 triệu đồng. Toyota Hilux 2.4G 4x4 MT, 2.4L 6MT giá niêm yết là 772 triệu đồng còn giá ưu đãi tháng 2 là 20 triệu đồng. Toyota Hilux 2.8G 4x4AT, 2.8L 6AT, có giá niêm yết là 878 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 30 triệu đồng. Toyota Hilux 2.4E 4x2MT mới, có giá niêm yết 622 triệu đồng, còn ưu đãi tháng 2 20 triệu đồng. Toyota 2A động cơ đầu 3.0L 5MT, giá bán niêm yết 999 triệu đồng, còn ưu đãi tháng 2 150 triệu. Toyota Alpha 3.5L 6AT có giá niêm yết 4 tỷ 039 triệu đồng. Toyota Avanza 1.3MT giá niêm yết 544 triệu, ưu đãi tháng 2 là 15 triệu đồng. Toyota Avanza 1.5AT có giá niêm yết 612 triệu đồng, ưu đãi tháng 2 15 triệu. Toyota Rush 1.5L AT giá bán niêm yết là 668 triệu, còn ưu đãi tháng 2 là 15 triệu đồng. Toyota Wigo 1.2 MT 1.2L MT có giá niêm yết 345 triệu đồng, còn giá bán ưu đãi tháng 2 là 15 triệu. Toyota Wigo 1.2 AT 1.2L AT có giá bán niêm yết 405 triệu đồng. Ưu đãi tháng 2 20 triệu đồng. Tất cả các mẫu xe của Toyota hiện đều đã được giảm giá rất tốt tại thời điểm này. Tuy nhiên số lượng của các mẫu xe mà nhà máy cung cấp cho đại lý đều có hạn. Quý vị và các bạn nên cân nhắc sớm để tránh tình trạng hết xe hoặc là không còn màu theo sở thích. Để biết chương trình khuyến mại cụ thể và được hỗ trợ đặt xe sớm nhất, vui lòng liên hệ hotline phía dưới màn hình. Quý vị và các bạn vừa theo dõi kênh truyền hình ô tô BKTV. Hãy ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.